Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Mỹ lần đầu đánh phủ đầu vào hệ thống tên lửa phòng không của Houthi. Mỹ tuyên bố lần đầu tiên phá hủy một tên lửa đất đối không của lực lượng Houthi đang chuẩn bị phóng vì cho rằng nó là mối đe dọa cận kề với máy bay của nước này. Theo TWG, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM của Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngày 31 tháng 1 rằng các lực lượng Mỹ đã xác định được tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và rằng nó gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với máy bay Mỹ hoạt động trong khu vực. Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm chiều ngày 31 tháng 1 đã tập kích và phá hủy một tên lửa phòng không chuẩn bị khai hỏa của Houthi. Đây là lần đầu quân đội Mỹ tấn công tên lửa phòng không của Houthi. Giới chức Mỹ đã từ chối tiết lộ hệ thống tên lửa bị nhắm mục tiêu cũng như loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công với lý do mục đích an ninh hoạt động. Ngoài các cuộc tấn công được lên kế hoạch trước nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả các mối đe dọa liên tục của họ đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở khu vực Biển Đỏ, Mỹ từng thực hiện một số cuộc tấn công phủ đầu vào các tên lửa chống hạm của Houthi đang chuẩn bị phóng. Houthi sở hữu nhiều tên lửa phòng không tầm trung, từng nhiều lần bắn hạ máy bay không người lái UAV của Mỹ và chiến đấu cơ của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Cụ thể, lực lượng Houthi đã sử dụng tên lửa không đối không Vimpel R-27 được chuyển đổi thành SAM gắn trên xe tải để tấn công máy bay vào năm 2018. Vào thời điểm đó, cũng không có thông tin tình báo cho thấy tên lửa không đối không R-73 tầm ngắn cũng đã được Houthi chuyển thành SAM. Houthi cũng sở hữu các tên lửa Sayad do Iran phát triển và chuyển giao gồm Sayad-1 và Sayad-2C với tầm bắn tối đa 50-75 km. Lực lượng này cũng chế tạo được tên lửa phòng không Fighter-1, có vẻ ngoài giống hệt tổ hợp 2S-12 cấp được Liên Xô ra mắt từ thập niên năm 1960. Châu Âu lộ rõ điểm yếu năng lượng giữa khủng hoảng Biển Đỏ. Khủng hoảng ở Biển Đỏ đang gây gián đoạn nguồn cung năng lượng từ châu Á tới các quốc gia châu Âu, khiến giá dầu diesel tăng vọt trong bối cảnh EU khó tìm kiếm nhà cung cấp. Financial Times ngày 31 tháng 1 đưa tin giá dầu diesel đã tăng vọt với quy mô toàn cầu lên cao nhất trong 3 tháng qua. Theo dữ liệu giao dịch được Financial Times công bố, giá dầu diesel kỳ hạn đã tăng 15% chỉ sau hơn một tháng, chạm mốc 845 đô la Mỹ một tấn. Kết quả này phản ánh thực trạng đáng lo ngại đối với tình hình bất ổn ở Biển Đỏ hiện nay. Châu Âu từ lâu được xem là một trong những thị trường nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế lớn nhất thế giới. Kể từ khi châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt lên các mặt hàng dầu thô, cũng như các sản phẩm tinh chế khác của Nga vào năm 2022, các quốc gia khu vực này đã chuyển sang phụ thuộc nguồn năng lượng nhập khẩu từ châu Á và Mỹ. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, phần lớn tàu chở dầu đã tránh tuyến đường vận tải qua Biển Đỏ do bất ổn về an ninh, khiến giá thành dầu diesel trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều. Các nguyên nhân chính có thể tính đến như là giá cước vận chuyển, giá bảo hiểm tăng vọt khi các tàu thuyền phải chọn đường vòng quanh qua mũi Hào Vọng ở châu Phi. Trong một diễn biến khác, các chuyên gia cũng cảnh báo việc Mỹ bảo trì các nhà máy lọc dầu sẽ khiến cho quốc gia này tiếp tục cắt giảm nguồn cung trên khắp Đại Tây Dương, đồng thời đẩy giá dầu kỳ hạn cũng như giá bán lẻ tăng cao hơn. Nhà phân tích tại Energy Aspects, công ty chuyên cung cấp dữ liệu toàn cầu cho các thị trường hàng hóa năng lượng, bà Natalia Losada nhận xét, điều này sẽ khiến cho châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung dầu từ khu vực phía đông Suez. Đây cũng sẽ là nguyên nhân khiến ảnh hưởng do gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyên gia này dự đoán trong nhiều tháng tới, châu Âu sẽ thắt chặt lượng dầu dự trữ của họ. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho chênh lệch giữa giá dầu kỳ hạn và giá bán lẻ tăng lên. Tại châu Âu, từ nhu cầu sưởi ấm cơ bản đến ngành vận tải hàng không đều chủ yếu sử dụng động cơ diesel. Đứng trước sức ép giá dầu tăng vọt, nền kinh tế vốn gặp khó khăn của khối này sẽ ngày càng thêm áp lực. James Noel Beswick, chuyên gia phân tích tại Sparta Commodity, nền tảng dự báo và thông tin thị trường cho rằng giá dầu diesel sẽ khó bình ổn lại trong tương lai gần. Ông cho rằng nhân tố này sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức về kinh tế, góp phần làm gia tăng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng lan rộng ở châu Âu. Trước khi cuộc xung đột Gaza-Israel bùng nổ, Trung Đông chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung dầu diesel của EU. Dữ liệu từ S&P Global Commodity Insight cho biết, con số này hiện đã giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 30%. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng Biển Đỏ bùng nổ lúc kho dầu diesel tại khu vực lưu trữ Amsterdam, Rotterdam, Antwerp sụt giảm mạnh, khiến châu Âu càng có khả năng rơi vào tình trạng bị gián đoạn nguồn cung. Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh lớn trong ngày 31 tháng 1.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng có 195 quân nhân Nga đã trở về nhà từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát sau các cuộc đàm phán, trong khi 195 tù binh chiến tranh đã được bàn giao cho Kiev. Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất cho đến nay kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra. Cuộc trao đổi tù nhân giữa hai bên lẽ ra đã diễn ra vào tuần trước, nhưng một máy bay vận tải Y-176 của Nga chở 65 tù binh Ukraine trên máy bay đã bị rơi ở vùng biển Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine hôm 24 tháng 1. Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã bắn hạ máy bay bằng tên lửa đất đối không. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã từ chối thừa nhận rằng lực lượng của Ukraine chịu trách nhiệm về việc bắn rơi máy bay và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. CNN, ông Zelensky sắp ra lệnh, quyết phê truất Tổng tư lệnh. Nga nêu lý do Ukraine rối ren đỉnh điểm. Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị tướng Valery Zaluny vào một vị trí khác, nhưng ông Zaluny đã từ chối. Nghi vấn Tổng thống Ukraine phê truất Tổng tư lệnh. Hãng tin CNN ngày 31 tháng 1 đưa tin Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluny đã được triệu tập tham gia một cuộc họp tại văn phòng Tổng thống hôm 29 tháng 1 và nhận được thông báo sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, thông báo chính thức vẫn chưa được đưa ra, có nghĩa là ông Zaluny vẫn tại vị tính đến thời điểm hiện tại. Đặc biệt, theo CNN, một sắc lệnh Tổng thống dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần, sẽ được cho là cuộc cải tổ quân sự lớn nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Thông tin về cuộc gặp và việc sa thải tướng Zaluny đã bùng nổ khắp Kiev vào tối 29 tháng 1, càng đẩy cao sự đáng tin của vụ việc bởi mối quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zaluny được cho là xuất hiện nhiều rạn nứt sau thất bại trong cuộc phản công của Ukraine năm 2023. Căng thẳng càng gia tăng khi ông Zaluny mô tả cuộc chiến với Nga là một sự bế tắc trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist của Anh vào tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, hôm 29 tháng 1, ông Sergei Nikiforov, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với CNN rằng tin đồn về việc sa thải tư lệnh quân đội là sai sự thật. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đưa ra một thông điệp trên các kênh truyền thông xã hội với nội dung: các nhà báo thân mến, câu trả lời ngay lập tức cho mọi người. Không, điều này là không đúng. Trong bài phát biểu hàng ngày vào tối 29 tháng 1, Tổng thống Zelensky cũng không đề cập đến người đứng đầu quân đội nước này. Nhưng, theo một nguồn tin của CNN, tại cuộc họp hôm 29 tháng 1 có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông đã đưa ra quyết định cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Được biết, cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Zelensky sau đó đề nghị tướng Zaluny vào một vị trí khác, nhưng ông Zaluny đã từ chối. Tổng thống Ukraine sau đó nhấn mạnh quyết định của mình, nói rằng việc ông Zaluny từ chối vai trò mới không làm thay đổi sự thật rằng ông sẽ bị cách chức. Trong khi đó, tờ New York Times dẫn lời một cựu quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng, sau khi thông tin liên quan bị rò rỉ vào ngày 29 tháng 1, Tổng thống Zelensky đã đình chỉ kế hoạch này. Tuy nhiên, ông Zelensky không từ bỏ việc sa thải tướng Zaluny, mà ông tạm dừng việc này một thời gian do dư luận. Ứng viên kế nhiệm. CNN cho biết hiện có hai cái tên đặc biệt đang được thảo luận về khả năng kế nhiệm. Đầu tiên là Tổng cục Tình báo Quốc phòng Kirill Budanov, vị tướng 38 tuổi, được biết đến là người có quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Zelensky và được coi là đại diện cho thế hệ lãnh đạo quân sự mới. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm 30 tháng 1 với CNN, khi được hỏi rằng liệu ông có trở thành Tổng tư lệnh mới của Ukraine hay không, tướng Budanov đã phủ nhận và ẩn ý rằng nếu việc bổ nhiệm như vậy vừa được thực hiện, ông sẽ khó có thể tiếp cận cuộc phỏng vấn truyền thông vào lúc này. Chúng ta đang trong một cuộc chiến và tất cả các bên đang sử dụng mọi phương tiện sẵn có, bao gồm cả chiến tranh thông tin, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói thêm. Ứng viên thứ hai là tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Oleksandr Sisky. Tuy nhiên, theo Reuters, hôm 31 tháng 1, tướng Sisky đã từ chối đề nghị này. Theo Reuters, việc ông rời chức tư lệnh lục quân sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn trong quân đội Ukraine, vốn đang chống lại nhiều cuộc tấn công của Nga ở phía đông, khi sự hỗ trợ quan trọng của Mỹ và Liên minh châu Âu ngày càng gia tăng bất ổn. Sự hỗn loạn lớn. Tờ Pravda ngày 31 tháng 1 nhận định việc sa thải tướng Zaluny có thể chỉ là vấn đề thời gian và có thể mang đến rủi ro cho công việc nội bộ của Ukraine, cũng như tiến triển của cuộc chiến. Sự khác biệt giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zaluny đã đạt đến đỉnh điểm. Tờ báo Ukraine cho rằng có vẻ như đây không chỉ là mâu thuẫn về một cuộc chiến mà còn là cuộc xung đột cá nhân. Tờ New York Times cho hay rắc rối của chính quyền Kiev xung quanh số phận của vị chỉ huy tối cao sẽ khiến cho nước này sao nhãng cuộc chiến. Theo New York Times,
Đối với Tổng thống Zelensky, việc cách chức Tổng tư lệnh Zaluzhny sẽ tạo nên những vấn đề chính trị gai góc. Một số nghị sĩ Ukraine cho biết bất ổn ở cấp cao nhất đã lan sang quân đội, ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính và ảnh hưởng đến sự hợp tác của các sĩ quan cấp cao đối với các đồng minh. Tình trạng bất ổn trong giới lãnh đạo có thể đẩy Ukraine vào thời khắc đặc biệt nguy hiểm. Bloomberg cho rằng Mỹ lo lắng mâu thuẫn giữa hai ông Zelensky và Zaluzhny đang cản trở các hoạt động quân sự của Kiev. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hy vọng Ukraine sẽ đẩy mạnh kế hoạch nhằm vào Nga trong năm 2024. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Washington lo ngại rằng những bất đồng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zaluzhny đang làm suy yếu những nỗ lực phát triển chiến lược tấn công mới. Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 31 tháng 1 liên quan đến tin đồn tướng Zaluzhny bị cách chức. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày cho biết Nga đang chú ý đến tin tức này. Có một điều hiển nhiên là có rất nhiều vấn đề với chính quyền Kiev và mọi việc ở đó không được suôn sẻ, ông nói. Rõ ràng là sự thất bại trong cuộc phản công của quân đội Ukraine và các vấn đề ở tiền tuyến đang dẫn đến bất đồng này ngày càng gia tăng bên trong chính quyền Kiev. Dù là quân đội hay cấp hành chính cao nhất, khi quân đội Nga hành động thuận lợi, mâu thuẫn trong chính quyền Ukraine sẽ càng gia tăng. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine tiết lộ về cuộc phản công tiếp theo. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho rằng mùa xuân sẽ mang đến một cơ hội khác để Kiev chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov tiết lộ với The Telegraph rằng lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục phản công chống lại Nga vào mùa xuân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào Kiev sẽ có được vũ khí hoặc 500.000 quân cần thiết để bù đắp tổn thất sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023. Ông Budanov cho hay, các hoạt động tấn công của Nga xung quanh Kupyan, Liman, Artemovsk, Ukraine gọi là Bakhmut và Avdiivka, thuộc khu vực Donbass sẽ hoàn toàn kiệt sức vào đầu mùa xuân. Cuộc phản công gần đây nhất của Ukraine bắt đầu vào tháng 6, kéo dài đến khoảng tháng 10 năm 2023, với việc lực lượng Kiev cố gắng xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga tại nhiều điểm trên khắp các khu vực Kherson, Zaporizhia và Donetsk. Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công của Ukraine đã không đạt được bước tiến đáng kể nào trong việc giành lại lãnh thổ và khiến Kiev mất khoảng 160.000 người. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch huy động khoảng 500.000 lính nghĩa vụ mới để bù đắp tổn thất nhân lực từ khi xung đột bắt đầu gần 2 năm trước. Phía Ukraine không công bố con số tổn thất về người, nhưng Bộ Quốc phòng Nga ước tính tổn thất của Kiev kể từ tháng 2 năm 2022 là gần 400.000 người. Ông Alexei Arestovich, cựu trợ lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã đưa ra con số lên tới 300.000. Tháng 12 năm 2023, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny từng mô tả tình hình chiến trường bế tắc. Bình luận này được cho là đã khiến Tổng thống Zelensky nổi giận. Sự bất hòa giữa hai người đã làm rộ lên tin đồn ông Zelensky muốn sa thải ông Zaluzhny. Văn phòng Tổng thống Ukraine bác bỏ thông tin này và gọi đó là tin đồn vô căn cứ nhằm phá hoại sự đoàn kết của xã hội Ukraine. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, các quan chức Mỹ cho hay sự rạn nứt giữa Tổng thống Ukraine và Tổng tư lệnh quân đội là có thật và đang cản trở những nỗ lực xây dựng chiến lược mới cho năm 2024. Theo tờ báo The Times của Anh, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Kirill Budanov được đề xuất thay thế vị trí của ông Zaluzhny, nhưng ông Budanov đã từ chối. Uy lực tổ hợp pháo binh mới của Nga có thể thay đổi diễn biến trên chiến trường. Nga có lợi thế về pháo binh khi thông báo Moscow đang ở giai đoạn cuối cùng để sản xuất tổ hợp pháo tự hành 2S-35 Coalesia SV, tổ hợp dự kiến có thể thay đổi diễn biến trên chiến trường nếu được đưa tới Ukraine. Nga có thể triển khai tổ hợp pháo binh mới ra chiến trường. Khi pháo binh ngày càng đóng vai trò quan trọng trên bộ ở chiến trường Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 1 thông báo lô đầu tiên của tổ hợp pháo tự hành mới nhất 2S-35 Coalition SV hay là Coalesia SV đang ở giai đoạn sản xuất cuối cùng. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thị sát quá trình sản xuất tổ hợp pháo mới ở Yekaterinburg. Ông Shoigu lưu ý rằng, khối lượng sản xuất các đơn vị pháo tự hành đã tăng gấp 6 lần so với năm 2022. Trong chuyến thăm nhà máy kỹ thuật vận tải Uran, ông Shoigu đã kiểm tra hoạt động sản xuất và sửa chữa các hệ thống pháo tự hành 2S-19 Evstar-S, 2S-3 Acacia, 2S-4 Tulip,
2C5 Hastin cũng như là 2S35 Coalitia SV. Các chuyên gia quân sự dự đoán tổ hợp pháo tự hành 2S35 Coalition SV, hệ thống pháo binh mạnh nhất do Nga phát triển. Tổ hợp này được cho là đã được đưa vào sản xuất hàng loạt vào tháng 12 năm 2023. Có thông tin cho rằng hệ thống vũ khí này có những khả năng mới có thể thay đổi mạnh mẽ diễn biến trên chiến trường ở Ukraine. Tuy nhiên, liệu hệ thống này có được triển khai ở khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của Nga hay không vẫn chưa được xác nhận. Là phương tiện có tầm hoạt động 70 đến 80 km, 2S35 Coalition SV dự kiến sẽ được đưa ra tiền tuyến trong năm nay. Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng tổ hợp pháo binh này đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho pháo tự hành với tốc độ bắn vượt trội hơn 10 phát một phút hoặc thậm chí có thể là 16 phát một phút. Berkan Odoev, giám đốc công nghệ của Rotech, tập đoàn nhà nước hàng đầu của Nga về sản xuất vũ khí, đã chỉ ra rằng hệ thống này có tính tự động hóa cao và thường được gọi là robot chiến đấu, nhờ khả năng như hệ thống tự động xử lý việc lựa chọn mục tiêu, nhắm súng và điều hướng. Pháo của 2S35 Coalition SV được lắp trên khung gầm T-90, mặc dù thân xe và khoang lái có nhiều điểm giống với xe tăng T-14 Armata hơn. Hệ thống pháo tự hành 2S35 Coalition SV được trang bị pháo 2A88 hiện đại, bắn đạn pháo 152 ly. Tổ hợp này được thiết kế để phá hủy các sở chỉ huy, trung tâm liên lạc, khẩu đội pháo binh, súng cối, xe bọc thép, hệ thống phòng không và pháo thủ tên lửa của đối phương bằng cách lắp đạn pháo dẫn đường. Máy bay không người lái cung cấp khả năng nhận dạng bằng laser cho đạn pháo dẫn đường. 2S35 Coalition SV được cho là sẽ thay thế 2S19 Enstar-S. Bên cạnh đó, Nga đang thử nghiệm triển khai khẩu pháo trên xe tải Kamaz để phù hợp với điều kiện tác chiến trong đô thị và chiến đấu hiện đại như chiến trường ở Ukraine. Tôi nghĩ là 2S35 Coalition SV sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường Ukraine, vì Nga cần có tổ hợp pháo tự hành loại này để đạt được lợi thế về tầm bắn trên chiến trường so với loại pháo của phương Tây. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào xác nhận việc sử dụng tổ hợp này ở chiến trường Ukraine. Dù các báo cáo trước đây của truyền thông Nga lưu ý rằng, ít nhất một trong số những tổ hợp này đã được triển khai ở Ukraine để thử nghiệm cấp nhà nước. Ông Sergei Chemezov, người đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nga Rotech cho biết. Lợi thế của Nga trong cuộc đua pháo binh. Thông tin mới nhất về tổ hợp 2S35 Coalition SV xuất hiện vào thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp bước sang năm thứ ba. Việc Nga thúc đẩy sản xuất và trang bị hệ thống vũ khí mới này cũng cho thấy Moscow đang phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của pháo binh để tấn công Ukraine. Về phía Ukraine, lực lượng của nước này cũng không ngừng sử dụng đạn pháo và hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do phương Tây cung cấp để tấn công các vị trí của Nga. HIMARS đã sử dụng để làm giảm lợi thế pháo binh của Nga bằng cách phá hủy các loại pháo được triển khai ở tiền tuyến, bao gồm cả 2S19 MTS, nhưng Nga dường như đã tìm được cách ứng phó với điều này. EU thông qua gói viện trợ 54 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Lãnh đạo Liên minh châu Âu EU nhất trí viện trợ thêm 50 tỷ euro, tương đương với 54 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nhiều tuần vấp phải sự phản đối của thành viên Hungary. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận, đoàn kết tất cả 27 nhà lãnh đạo nhất trí về gói hỗ trợ bổ sung 50 tỷ euro cho Ukraine trong ngân sách EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết trên mạng xã hội X ngày 1 tháng 2. Theo nguồn tin của Reuters, trước hội nghị, lãnh đạo châu Âu đã gây sức ép lên Hungary, buộc quốc gia thành viên này ngừng phản đối viện trợ bổ sung cho Ukraine. Hồi tháng 12 năm 2023, Hungary đã phủ quyết gói viện trợ. Giới chức EU đã mất nhiều tuần tranh cãi với Hungary về vấn đề viện trợ cho Ukraine. Để đổi lấy sự ủng hộ của Hungary, lãnh đạo EU cam kết sẽ không trích ngân sách viện trợ từ các quỹ mà EU vốn định cấp cho Hungary, nhưng tạm thời đóng băng do những lo ngại liên quan đến việc chấp pháp ở Hungary. Điều kiện nêu trong thỏa thuận viện trợ cho Ukraine bao gồm cuộc thảo luận hàng năm về gói này và lựa chọn xem xét lại trong vòng 2 năm nếu cần. Sau khi đạt được thỏa thuận về ngân sách viện trợ, giới chức EU dự kiến sẽ tiếp tục bàn về viện trợ cho Kiev. Quyết định của EU được đưa ra trong bối cảnh triển vọng viện trợ từ Mỹ cho Ukraine trở nên mờ mịt do bất đồng ở Quốc hội. Một số quan chức EU cho biết nếu không có các khoản viện trợ mới, Ukraine sẽ cạn ngân sách vào tháng 3. Điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc cuộc phản công của Ukraine đi vào ngõ cụt và Nga có thể giành chiến thắng. Mỹ lộ điểm yếu phòng không,
sau vụ UAV tập kích căn cứ ở Jordan. Mỹ đang tìm kiếm hệ thống đánh chặn tốt hơn sau khi bị lộ điểm yếu từ vụ máy bay không người lái UAV tập kích căn cứ quân sự của họ ở Jordan, khiến 3 binh sĩ không qua khỏi. Cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ Mỹ ở Jordan đã khiến cho 3 binh sĩ Mỹ không qua khỏi và 34 người bị thương. Tiền đồn quân sự này được biết với tên gọi là Tháp 22 nằm ở đông bắc Jordan gần biên giới với Syria và Iraq. Việc lực lượng không quân hùng mạnh của Mỹ không thể ngăn chặn vụ tấn công này đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phòng thủ của Lầu Năm Góc ở Trung Đông, cũng như đặt ra những câu hỏi mới về nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng được Iran hậu thuẫn nhằm vào tàu thương mại, tàu chiến và căn cứ quân sự trong khu vực. Theo họ, vụ việc lần này cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải nâng cấp và cách mạng hóa hệ thống phòng không của quân đội Mỹ. Không rõ lý do chính xác vì sao lực lượng phòng thủ căn cứ của Mỹ không chặn được UAV, được cho là do lực lượng được Iran hậu thuẫn từ nước láng giềng Syria nhằm bắn vào. Tuy nhiên, Iran bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công, khẳng định các cáo buộc rằng đó là hoàn toàn vô căn cứ, đồng thời tuyên bố các phong trào kháng chiến trong khu vực không hề nhận được lệnh từ Iran. Trước cuộc tấn công, trang Defense News đưa tin rằng quân đội Mỹ đang tìm kiếm đề xuất về cách mua thiết bị đánh chặn thứ hai cho hệ thống. Khả năng phòng thủ gián tiếp IFPC được thiết kế để bảo vệ các địa điểm cố định và bán cố định khỏi tên lửa, pháo binh, súng cối, tên lửa hành trình và UAV. Defense News lưu ý, thiết bị đánh chặn đầu tiên được sử dụng trong hệ thống IFPC là tên lửa IM-9X của Raytheon Technology, RTX, và quân đội Mỹ đã hoàn thành chuyến bay trình diễn giảm rủi ro phóng tên lửa đánh chặn IM-9X Sidewinder do RTX sản xuất từ máy phóng IFPC và nhắm mục tiêu hồi tháng 12 năm 2023. Báo cáo nói rằng văn phòng chương trình IFPC Increment 2 nhắm tới giải thưởng cạnh tranh cho thiết bị đánh chặn thứ hai trong tài khóa 2025 và có kế hoạch đưa một hoặc nhiều nhà cung cấp được chọn tham gia buổi trình diễn công nghệ trong khung thời gian từ tài khóa 26 đến tài khóa 27. Nguồn tin cũng cho biết chính phủ Mỹ có ý định trao thưởng cho nỗ lực phát triển, chứng nhận và thử nghiệm sau cuộc trình diễn này. Defense News nhấn mạnh rằng một trong những yếu tố thúc đẩy quan trọng đối với tên lửa đánh chặn thứ hai là dung lượng băng chứa tên lửa vì hệ thống IFPC hiện có thể chứa 18 tên lửa AIM-9X trong trình khởi chạy. Cũng theo nguồn tin này, băng chứa chỉ có thể chứa được 6 tên lửa nếu quân đội Mỹ quyết định sử dụng loại bom AIM-120D, vốn có thể đạt tầm bắn hơn 180 km. Báo cáo cũng cho biết, quân đội Mỹ cũng đang tìm kiếm các loại tên lửa có thể đạt tới độ cao và tầm bắn nhất định với động cơ tên lửa có thể giảm thời gian bay tới mục tiêu. New York Times trước đó dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ việc các lực lượng phòng không Mỹ không chặn được cuộc tấn công này, một phần vì chiếc UAV tiếp cận mục tiêu, cùng lúc một chiếc UAV khác của Mỹ đang quay trở lại căn cứ. Theo các quan chức nêu trên, việc UAV giám sát của Mỹ quay trở lại Tháp 22 cùng lúc đã gây ra một số nhầm lẫn về việc liệu chiếc UAV đang tiếp cận có thân thiện hay không, và lực lượng phòng không đã không phản ứng ngay lập tức. Họ cho biết thêm, hai chiếc UAV khác tấn công các địa điểm gần đó ở phía đông Syria đã bị bắn hạ.